Ok, lời đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần hũ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên tiếp tục cho anh em vẫn là chín con máy. Chín con máy này là hàng nồi đồng có đá, hàng chuyên cho anh em đánh bạo lực. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em có để số điện thoại ở trên clip, anh em nào cần liên hệ với em hoặc kết bạn với Zalo, số điện thoại em để trên clip luôn. Rồi cảm ơn anh em nha. Ok, để lên máy thứ nhất cho mọi người xem. Đây máy thứ nhất đây, một con Ryobi RX10 dòng tô là 1.3.8, hàng còn mới kẹn xà beng luôn. Hàng này tương đương với xây tầm xây 5.000 5.000 6.000, ngoại hình khá là ok nha anh em. Đây chạy chỗ này chút, chỗ này thì dính bụi thôi. Đây em chưa lau chùi sơ qua đây, nắp đây không còn đóng bụi nữa. Ngoại hình con này tầm khoảng 95%, chiều rất là phê, lăn lăn thì lăn. Máy clip em test con lăn cho người xem luôn. Đây ngoại hình đây. Đó. Anh em về con này thích hợp cho anh em đi câu cá cha, cá mè, đánh lăn xê và cộng chân chu nha. Ở bên sống lấy cất ok, hàng nội địa Nhật, ngoại hình tầm khoảng 95%, rất là ok nha. Đây hoạt động chân chu không rung lắc nha, quay quay gấp lại bình thường, quay ngược ok, quay tới ok. Đó đây máy thứ nhất, giá công khai con này luôn nha anh em, 500k. Máy thứ nhất có giá 500k nha mọi người. Anh em nào thích hợp, anh em nào sưu tầm thì hốt con này về đê tủ ngắm chơi cũng được, rất là mới, rất là đẹp. Đó, rất là mới. Rồi, máy số 1 500k. Rồi, tiếp theo là con máy số 2. Đây một con máy số 2, đây một con Shimano, con Shimano S4, con này tương đương với là xây con này tầm xây, để xem theo số cước xem. Cước 5 thì được 310 m, xây con này tầm 8.000 9.000, ngoại hình khá là ok, con đang lăn nha mọi người. Đây ngoại hình thì nó chóc sơn ít thôi nhưng khá là bóng, khá là ok. Đây gỗ sơn cho này tí và cộng chân chu này, bắt con quay nữa này, và động rất là nhẹ, quay quay gấp lại bình thường. Đó máy đổi trái phải, mua bên sống lấy cước ok. Đó xe này 8.000 9.000, mấy con này về anh em đánh đó, đánh cha nè, đánh ngát, đánh cá chê, đánh bạo lực, đánh biển, tao đánh và cộng rất là nhẹ, chân chu nha. Giá công khai luôn 550k. Shimano xây này tầm 8.000 9.000 nha anh em. Hoạt động rất là nhẹ, bao nhẹ luôn á. Đây bắt tay quay luôn à. Đây được ok nè, nó quay tới ok nè ha. Giá công khai 550k. Máy số 2. Tiếp theo là con máy số 3. Đây máy này khá là ok. Con máy này có phụ kiện đi theo. Đây con này là con Let's Go FX2, một dòng của Olympic, hàng nội địa Nhật. Đây đây tay quay đây khá là ok, ngoại hình nó là tầm khoảng 90%. Đây con này có tặng độn nồi anh em, độn cho nồi lên thành nồi có nông, anh em đánh lục đánh cũng ok.
Đây nồi nó nói chung thì nồi ở trong rất là bóng. Đây, lấy một nửa cho anh em xem là anh em cũng thấy rồi. Đây. Đây, nó nồi rất là bóng. Con này có xây thật là xây tầm 7.000, 7.000, 8.000. Đặc biệt con này vòng tua nó rất là nhanh, là 1.6 20. Chiên cho anh em đánh lục thô cước là siêu nhanh luôn á. Nào. Rất là mượt, thô cước là siêu nhanh luôn. Cân nặng là 5.3 535 g. Chạy hai mặt đạn. Thân nhôm, toàn thân kim loại. Hoạt động trơn tru. Hoạt động rất là nhanh nha anh em. Đó. Hoạt động ngược nè, nó rất là mượt. Hàng rồi biết đủ tem. Trên đây nó bị chốc sơn một ít thôi, không ảnh hưởng gì hết. Phần đây rất là bóng. Nó có tặng độn nồi nên rất là bóng, cho này rất là bóng. Mô bin là mô bin sống. Đó. Đó. Quá mượt. Giá công khai 600k. Giá công khai máy này luôn 600k. Máy cứ ok nè. Có lăn lăn nè. Đó. Chống nước nè. Đó. Máy số 3 600k. Rồi, tiếp theo là lên máy số 4. Một dòng cũng rất là hiếm. Ngoại hình mới như vậy thì rất là hiếm. Đây. Còn con này qua Sport XT 1000X. Đó, một con 1000X này rất là mới. Nhông thì nhông nhôm. Nhông rất là bền nha anh em. Nhông nó chỉ thua ít ít thôi. Đây nó. Nồi khắc họa tiết hoa văn. Cước đi theo nồi nha anh em, không lấy ra. Cước này là dây nhựa. Đây. Đủ tem. Hoạt động trơn tru. Dòng này thì đánh khỏi bàn. Ngoại hình con này tầm khoảng 93%. Đây nó rất là bóng. Con lăn lăn nha mọi người. Hàng Nhật. Nội đi Nhật. Mô bên sống. Lấy cước ok. Đó. Đó, mô bên sống. Đây. Create xây con này á. Xây con này tầm. Xây con này tầm 5.000. Cước 5 như được 180m. Đây. Chỉnh cho anh em đánh cha cha câu biển, câu giặt về biển, câu trên ghe trên tàu đó, câu bè. Anh em đánh lục thì anh em mà tay to thì lấy mấy con này về đánh cũng rất là ok. Anh em mà sưu tầm cũng được, máy cũng còn rất là bóng, rất là mới. Nào, xước rất là ít đó. Giá con này công khai luôn 650k. Máy số 4 nha mọi người, máy số 4 650k, đủ nút hết. Đó, ốc còn zin chưa tháo luôn. Đó. Đây, máy số 4 650k. Tiếp theo là lên con máy số 5. Máy số 5 vẫn là một con Daiwa Sport XT 2000X. Con này ngoại hình mới hơn con kia tí. Ngoại hình tầm khoảng 95%. Xây con này vẫn bự hơn. Xây con này tầm 7.000. Cước 6 được 200m, cước 7 được 170m. Không, ngoại hình rất là mới. Ngoại hình tầm khoảng 95%. Nồi khắc họa tiết hoa văn đây. Anh em tham khảo nha. Đó. Đây. Rất là mới. Đây, soi kỹ từng con bộ phận anh em xem, con lăn chưa bị xét, con lăn vẫn lăn nha mọi người.
Đây ốc còn nặng đây, chưa tháo luôn đó, hàng nội địa Nhật. Hoạt động thêm bao hoạt động bao mượt. Máy đổi trái phải bình thường nha anh em. Đó, nút chống nước một bên là một bên chống đây, cứ ok. Giá công khai luôn 750k. Đó, ngoại hình rất ok nha anh em. Đây sợ kỹ cái nồi cho anh em xem. Anh em nào về sưu tầm thì lấy có mấy con dòng này về sưu tầm quán là đẹp. Đây nồi rất là bóng, giá 750k nha mọi người. Máy số 5, tiếp theo là con máy số 6, một dòng Ruby. Hàng này tầm khoảng 95%. Đây xây này, con này xây tầm 10.000, cước 10 được 210m, xây tầm 10.000, 12.000. đây con lăn, đây lăn chống ở cước đây, động tua là 4.3.1, hãng Ryobi No 4 đó. Đây anh em ngoại hình đây thấy không, rất là mới. Đây cái này không phải là gì đâu, cái này là cái bọc dán á. Ở đây em chưa tháo luôn, máy còn nguyên zin nha, chưa tháo này luôn. Bên đây cũng vậy, tháo này ra là rất là mới, bao mới. Đây tại vậy đây đất này chạy xước các bạn, con này tầm hẳn 95%, chạy là chạy hai mặt đạn, cốt là cốt to. Đây cốt rất là to nha anh em, hoạt động là bao mượt thôi. Mấy dòng máy mới này hoạt động bao mượt, đa phần máy này vẫn có máy bãi giá vẫn là bèo hơn. Thứ nhất là nó xấu, thứ hai là nó câu qua rất là nhiều lần rồi, nhông nó đã bị gơ rồi. Những dòng máy mới như thế này á, thời gian người ta câu rất là ít nên nhông cổ á rất là ok, nhông cổ rất là mượt. Anh em nào câu qua dòng này thì khỏi phải bàn, nó chạy ba nhông nhưng quay rất là nhẹ, cẩu cá thì bao cẩu. Đây ngược với tớ ok, mở bên sóng đó, ngoại hình đây, ngoại hình con này tầm khoảng 95%, giá con này 1.2 nha anh em, 1.2, hãng Ryobi. Đây cái nút này để anh em thắt dây vô đó. Đó, quay đẩy nhẹ tay thôi nó quay nè đó, rất là mượt. Con lăn thì lăn chống rối cước, đây lăn quẳng lăn nha anh em, test hết cho anh em rồi đó. Giá công khai 1.2 anh em, máy số 6. Rồi tiếp theo lên là ba con máy cuối cùng. Đây một con máy số 7, một con Shimano Twin 5000 đó, đời này đời hàng đời cao rồi. Nó tay quay thì tay quay dặn, nó hoạt động trơn tru đó, hoạt động trơn tru. Mô bin là mô bin sống, con lăn thì lăn, nấm thì nấm bự, con lăn thì nó lăn nha anh em đó. Test thì em test đầy đủ hết, máy sao nó quậy, máy hỗ trợ ABS chạy 10 hay 11 mặt đạn gì đó. Rất là ok, xây con này chuẩn là 5.000 lấy cước ok. Chuyên cho anh em nào đây thông số cước, đây cước 4 được 200m, cước 5 được 150m, cước 6 được 130m, xe chuẩn 5.000 Shimano. Xe này chuyên cho anh em nào đánh biển, đánh ba sa, đánh cha, anh em nào cầm co lục vẫn ok, vì máy cảo này cảo dòng đời này cảo rất là khỏe, dòng tờ win ta quay dặn nha anh em đó. Tổng thể máy luôn, đây tờ win đó. Giá công khai máy này luôn 2.4 triệu nha anh em, 2.4 triệu. Máy số 7 với giá 2.4 triệu nha mọi người. Tiếp theo là con máy số 8, một dòng này khá là hiếm,
Đây là một con ếch ếch 9.000 tem hoàng đó, ếch ếch 5.000, ếch ếch 4.000, 3.000, 2.000 thì nhìn dòng máy đó nhìn rất là thường rồi. Đây là con ếch ếch 9.000, đây nội tiết hoa quăng này rất là đẹp, chạy ba mặt đạn đó, ếch thì không bị xước gì nhiều hết, có phá âm, nồi thì cắt nồi thì chậm khắc hoa quăng. Mô bin kêu các loại phê anh em. Đây thông số cước, cước 16 được 170 m, cước 18 lên được 140 m, cước 20 được 125 m. Mô bin kêu rất là ok đó. Con lăn thì lăn chống rối cước rồi. Những dòng máy bự này chiên cho anh em cảo cá to thì nó phải vậy thôi. Cốt thì cốt bự, cốt này cốt bằng nhôm đen đó. Đây bên trong nó đây đó. Đó, kêu rất là phê. Dòng này rất là hiếm nha anh em. Đây còn nguyên tem, ngoài hình con này tầm khoảng 93-95%, hoạt động rất là mượt nhẹ. Ta farm nè đó, hoạt động không gom lắc nha mọi người. Mọi người ok nè, nó quay tới ok nè đó. Giá con này công khai luôn 2.500.000, 2.500.000 đó. Máy này là máy số số 8, 2.500k nha mọi người. Tiếp theo là một con máy khủng bố, con máy hàng Ben, hàng này Ben, Ben này Ben của Mỹ, Ben suit này đây, Ben này 9.500 nha mọi người. Đây tay quay tròn, máy có phá âm, cốt cốt cho lực để cước ok, còn lăn lăn đó. Ngoài hình nội nhìn, ngoài hình cái này tầm khoảng 95% ăn lên đó, rất là mới. Đây đây đích xước một ít đó, ngoài hình rất là mới đó, còn lăn ok đó. Đây máy hỗ trợ là hỗ trợ hai nồi, nồi là cốt trợ lực, cốt rất là to nha anh em. Đây nhìn cái nồi anh em cũng đón được rồi đó. Xây con này tầm khoảng xây 18.000, giá công khai luôn nha mọi người 3.500.000 đó, giá công khai 3.500.000, mở nó còn dính luôn đó. Nồi đây, cốt đây, máy đây đó. Giá công khai máy số 9 3.500.000 đó. Đó là tổng cộng, đó là tổng cộng 9 con máy em lên cho mọi người hôm nay. Những dòng này là dòng chuyên đánh bạo lực nha mọi người. Đó. Rồi. Cảm ơn mọi người nha.